Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta tiếp tục đến với tựa game Tuyết Ưng VNG. Và clip này thì mình sẽ đến với phái Mặc Gia. Từ bây giờ thì mình sẽ theo đúng bản dịch của nhà phát hành VNG luôn anh em nhé. Môn phái mình đang chơi, đang xuất hiện trên màn hình của anh em đây là phái Mặc Gia. Chúng ta sẽ trải nghiệm xem tựa phái, cái phái này nó như thế nào. Hôm trước thì mình đã trải nghiệm cái phái Thiên Nhẫn cho anh em nghe rồi, xem rồi. Phái đấy thì hôm trước mình gọi là Ảnh Nhẫn, nhưng mà bên Vinagame thì họ dịch là Thiên Nhẫn. Thôi thì mình cứ theo bên VNG luôn, chúng ta sẽ gọi là Thiên Nhẫn, còn cái phái này sẽ là Mặc Gia nha anh em. Đây là cái con sói mà mình mới lấy được. Như anh em thấy thì hôm trước là cái phái Thiên Nhẫn thì mình dùng con ngựa, còn hôm nay thì với phái này mình dùng con sói. Con sói này nó cấp độ rất là thấp nên nó cũng chưa có cái gì cả. Sau này thì anh em sẽ có nhiều những con thú cưỡi kinh khủng hơn. Có lẽ là mình sẽ làm review cái thú cưỡi ở một cái khác đi, ở một cái clip khác đi. Chúng ta trong cái clip này chúng ta trải nghiệm cái phái này thôi. Đây, và khinh công của cái phái này đây. Mình sẽ khinh công thử cho anh em xem. Cái game này nó hay ở một cái chúng ta có thể khinh công được liên tục anh em ạ. Đó, anh em có thể khinh công được liên tục. Khi anh em bay như này nhá, như các game khác thì có thể nó rơi xuống đúng không? Nhưng không, game này thì anh em thoải mái tiếp tục. Nếu chỉ cần còn năng lượng cái cột xanh xanh ở góc dưới bên phải này, là anh em hoàn toàn có thể khinh công được tiếp. Đó, và mình để ý thấy là hình như là nó chỉ có, để mình thử lại xem. Hình như nó chỉ có cái phát cuối cùng là cái phát thứ tư ấy, là nó tốn cái xanh xanh năng lượng này thôi anh em ạ. Còn ba cái phát đầu, đây mình thử ba phát đầu này, phát thứ nhất này. Anh em thấy không tốn này, phát thứ hai không tốn này. Phát thứ ba không tốn đúng không? Cái xanh xanh nó không hề giảm xuống. Đến cái phát thứ tư. Đây, bây giờ cái thanh năng lượng nó mới bắt đầu mới tụt xuống anh em ạ. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chơi được ba cái nấc đầu này mà không tốn này. Đến cái nấc thứ tư thì chúng ta mới bắt đầu tốn. Đó. Bây giờ lại nấc được một này. Nấc 2 1 này, nấc 2 này không hề tốn đúng không? Anh em nhìn cái xanh xanh ở dưới góc phải màn hình. Đấy, góc 3, nấc 4 này. Đấy. Cái nấc 4 mới bắt đầu tốn. Anh em nhìn cái cảnh xung quanh nhìn đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Tựa game này mình đánh giá rất cao ở cái phần đồ họa mà tối ưu cho cấu hình. Những cấu hình máy không phải là mạnh nhưng mà vẫn có thể chơi được tựa game này mà đồ họa rất đẹp chứ không hề xấu một chút nào. Đến với cái bộ skill của phái Mặc Gia này. Đây là bộ skill của nó đây. Anh em nhìn thấy toàn bộ cái này. Cái game này nó hay ở một cái là chúng ta có thể, thứ nhất là anh em có thể sắp xếp nhá, anh em kéo những cái này sang những cái vị trí mà anh em mong muốn là anh em có thể di chuyển được. Thứ hai ấy, là cái tựa game này nó khác với các cái khác, đó là nó gồm một một cái phím bấm nó sẽ bao gồm hai chiêu thức. Anh em bấm cái chiêu đầu tiên, ví dụ mình ví dụ lên luôn đây cho anh em xem. Đây, ví dụ mình bấm cái chiêu đầu tiên này, là cái chiêu này. Anh em sẽ nhìn thấy xuất hiện một cái vòng vàng xung quanh. Và khi mà cái vòng vàng này mà nó còn chưa chưa kết thúc ấy, thì anh em có thể bấm tiếp lần thứ hai, nó sẽ đánh luôn ra cái chiêu thứ hai. Đây, nó đánh ra luôn ra cái chiêu thứ hai. Đó. Và cái chiêu thứ hai với cái chiêu thứ nhất nó sẽ nằm trong cái bộ này. Đây, nó sẽ nằm trong là hai cái này. Đây là cái chiêu thứ nhất mà mình vừa đánh cái này. Và nó hiện ra cái vàng vàng này, mà trong khoảng thời gian cái vàng vàng đấy mà nó chưa chạy hết ý, thì anh em ấn một lần nữa thì nó sẽ đánh ra cái siêu thứ hai này. Giờ chúng ta sẽ đi luôn vào cái xem qua, mình không dịch hẳn cho anh em mà mình sẽ xem qua các cái kỹ năng này nó có những cái ưu điểm gì anh em nhé. Mình vặn nhỏ này cái này một chút cho anh em nghe cho nó rõ hơn. Ok, cái chiêu đầu tiên đây là chiêu Mana Shield. Anh em chơi những tựa game như kiểu Thiên Long Bát Bộ cũng có cái chiêu của Võ Đang. Đó là Mana Shield, nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái lá chắn. Dùng mana để tạo ra một cái lá chắn và cái lá chắn này nó sẽ giảm cái sát thương cho mọi người. Cái chiêu thứ hai, cái chiêu ở phía dưới này. Cái chiêu này là có khả năng là ngoài gây sát thương ra thì nó có khả năng là khống chế đối phương, nghĩa là nó sẽ giam cầm đối phương trong một thời gian. Anh em nhìn thấy có cái sợi dây xích là giam cầm. Cái chiêu này thì nó sẽ tăng sát thương lên khi mà cái đối phương bị giam cầm anh em ạ.
Còn cái CO này thì nó tạo ra một cái hiệu ứng búp. Trong cái hiệu ứng búp đó thì nhân vật của chúng ta sẽ tăng được sức mạnh lên. Còn bốn cái chiêu này thì chủ yếu là nó sẽ gây cái sát thương phép thuật lên mục tiêu. Giờ chúng ta sẽ đi tìm mấy con quái và thi triển mấy cái chiêu này luôn cho mọi người xem. Đây, mình cưỡi con sói của mình đây rồi. À, ngoài ra thì chúng ta còn có cái chiêu này nữa anh em nhé. Đây đây đây. Mình sẽ bỏ cưỡi sói cho mình lại đánh cái này cho anh em xem này. Đây này, cái ở dưới cùng rồi này. Đấy, cái ô này này, nó sẽ, anh em nhìn thấy này. Chúng ta mình có thể lướt liên tục và nó cũng có cái thể lực y như là cái khinh công kia. Mình có thể biến về phía trước. Rất là hay khi mà anh em đánh nhau. Đây giờ mình sẽ đánh con quái cho anh em xem nhá. Bạn to này lên. Nghe âm thanh đánh cho nó đã. Đây là cái lá chắn bảo vệ này. Chúng ta ấn lên chân thứ hai này. Đấy, anh em sẽ gây một cái sát thương lên đối phương. Mình sẽ đợi nó hồi mình đánh lại cho anh em xem. Đây. Cái chiêu thứ hai đây. Đấy, cái chiêu thứ hai là nó sẽ gây sát thương ra xung quanh. Nếu như đối phương bị giam trong trong cái bị giam cầm ấy thì nó còn tăng sát thương nhiều hơn. Giờ chúng ta đến với cái chiêu giam cầm luôn là cái chiêu ở dưới này. Đây cái chiêu này. Mình sẽ thử nhá. Đấy, anh em thấy là nó đang bị, nhưng mà vì là mấy con quái này nó yếu quá nên là nó chết luôn, bởi vì ngoài giam cầm ra thì nó còn gây sát thương mà. Mình ấn luôn cái nút thứ hai này. Đấy, nó sẽ tạo ra được một cái tầng búp lên người mình. Cái búp này nó sẽ tăng sát thương lên khi mà mình đánh vào đối phương anh em nhé. Đánh vào mục tiêu. Giờ chúng ta đến với cái chiêu thứ ba là một chiêu đánh gọi là gây sát thương rất là mạnh. Đó, đó là bộ combo của cái thứ ba này. Bộ combo cái thứ ba này nó gây sát thương rất là mạnh. Nó như một quả cầu từ trên xuống anh em. Còn 3 giây nữa mình sẽ đánh lại chiêu đấy cho anh em xem, anh em sẽ thấy một quả cầu rơi từ trên xuống. Đây này, ấn tiếp lần thứ hai này, nó sẽ rơi một quả cầu từ trên xuống. Đấy, gây sát thương cực cao luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Cái chiêu 1 nhá, ấn một phát này. Nó búp cái mana shield lên này. Ấn chiêu thứ hai này. Nó sẽ tạo ra sát thương lan xung quanh và tất cả các mục tiêu xung quanh đều gây sát thương rất lớn này. Cái chiêu thứ cái bộ combo thứ hai là bộ này này, gây giam cầm này. Đấy. Tại vì mình ấn nhanh quá hai lần nên là nó đánh luôn cả cái thứ hai của cái combo rồi. Bây giờ mình đánh đến cái thứ ba này luôn này, thứ ba thì cái đầu tiên nó sẽ tạo ra một cái gọi là chẳng biết gọi là gì. Ấn thứ hai, ấn một lần thứ hai nữa nó tạo ra một quả cầu rất lớn rơi xuống. Chúng ta đến với cái bộ skill cuối cùng là cái dưới này. Đây. Ấn tiếp lần thứ hai. Đây, nó tạo ra một cái lá chắn như thế này anh em ạ. Cái này nó tạo ra một cái lá chắn. Cái chiêu này là một cái chiêu cực kỳ hay. Nó là một cái chiêu đặc trưng nhất của pháp sư. Về 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 bản VNG ấy thì gọi là bên VNG sẽ dịch cho anh em tử tế hơn. Còn ở đây mình chỉ dịch qua qua và tất nhiên là nếu mà mình chơi theo kiểu hướng dẫn phân tích chi tiết từng từng cái môn phái một thì mình cũng sẽ dịch kỹ cho mọi người. Nhưng hiện tại chúng ta đi vào trải nghiệm. Đây là một clip trải nghiệm, anh em lưu ý cho mình, không phải là review hay hướng dẫn. Ở những cái giai đoạn đầu game trong bất cứ tựa game nào thì anh em để ý thấy là mình cũng là trải nghiệm chứ không phải là hướng dẫn nha anh em. Sau khi trải nghiệm xong bắt đầu mình mới hướng dẫn và anh em yên tâm là mình đã bắt đầu lên được cái nó gọi cái đề cương cho cái tựa game này cho anh em. Từ hệ thống tiền tệ này, cách tăng lực chiến này, tất cả mọi thứ mình đã làm cái đề cương cho anh em rồi. Và mình đang bắt đầu đi vào những cái phần hướng dẫn sau khi mà mình kết thúc những cái clip trải nghiệm các cái môn phái này. Đây, mình đánh lại cái chiêu đầu tiên này. Chiêu cái đầu tiên này. Cái thứ hai nó tạo ra đây, anh em nhìn thấy nó tạo ra một cái lá chắn ở đằng trước. Và nó có các cái chữ tàu rất là đẹp. Đây là cái đặc trưng của cái môn phái mặc da này.
Ngoài ra anh em lưu ý chúng ta có một cái chiêu nộ ở đây. Mình sẽ đánh thử chiêu nộ cho anh em xem. Chúng ta đánh combo, mình đánh một combo một loạt để xem anh em nhé. Đây anh em nhìn thấy cái chiêu nộ ấy đang, nó đang xuất hiện vòng đỏ này. Khi nào mà cái vòng đỏ này nó đầy là anh em có thể đánh được chiêu nộ. Mình đợi, mình đánh tất cả các chiêu thức khác để nó hồi cái đỏ đỏ đấy để mình đánh cái chiêu nộ cho anh em xem. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển về phía trước. Thử vừa khinh công vừa đánh ấy. Rất tiếc là đang trong lúc đánh nhau ấy, nhân vật đang trong tình trạng chiến đấu là chúng ta hoàn toàn không khinh công được anh em ạ. Mình ấn là nó vô tác dụng luôn. Không khinh công được. Thực ra tất cả các cái game hiện nay ấy, cái khinh công thực ra nó chủ yếu là để cho thực chất thì nó chỉ để cho đẹp và anh em có thể leo lên mái nhà, mái nhất, gọi là có thể trốn tránh kẻ thù. Chứ còn nó không có tác dụng trong thi đấu. Trong lúc giao đấu là hoàn toàn là cái khinh công nó không tác dụng. Rất là tiếc về điều đó. Hy vọng rằng các cái game trong tương lai họ sẽ có thể làm được là chúng ta vừa có thể khinh công vừa có thể đánh được với nhau như ở trong phim luôn, thì lúc đó sẽ tuyệt hơn rất là nhiều. Đây bây giờ mình sẽ đánh chiêu nộ này, anh em lưu ý nhá, chiêu nộ đây. Đấy, nó sẽ nó hiện ra một cái thằng người lửa màu đỏ đỏ này. Nếu anh em nào mà chưa xem kỹ, à đây thôi đây, mình hồi nó hồi luôn bây giờ đây. Đánh lại luôn. Hồi cũng không nhanh lắm nhỉ. À đây bây giờ bắt đầu này. Nó phải dựa vào cái nộ nghĩa là tức giận ấy mọi người. Nộ nghĩa là tức giận. Khi mà cái nộ khí này nó đầy thì chúng ta bắt đầu thi triển được. Nhưng sao mình thấy cái này nó, cái nộ của cái này nó nhanh nhanh, nó không được lâu lâu như cái bên 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 thiên nhẫn hôm trước nhỉ. Đây đây rồi, mình sẽ đánh luôn cho anh em xem đây. Đây, đây này. Biến này. Biến. Đấy, nó tạo ra một cái thằng đánh uinh một phát kinh khủng không? Đó là cái chiêu nộ của phái mặc da này. Ok, clip này thì mình trải nghiệm cho anh em như vậy thôi. À, chúng ta sẽ đi lần lượt với cả mấy môn phái nữa. À mà bản Vina Game đầu game nó chỉ ra có 5 môn phái cho anh em nhá, chính thức rồi đấy, chỉ có 5 môn phái thôi. Còn bên bản chung là bản này này có 8 môn phái cơ. Chúng ta sẽ có 5 môn phái: Tiêu Dao này, Thiên Sơn này, Đào Hoa này, Mặc Gia này và Thiên Nhẫn. Đấy, 5 phái đấy. Mình sẽ trải nghiệm lần lượt cho anh em 5 phái đấy. Xong đó thì chúng ta sẽ đi vào phần hướng dẫn tựa game này. Ok, cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi clip. Và nếu anh em thấy clip hay thì hãy like, share như đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như để cập nhật những thông tin tiếp theo mình sẽ gửi đến cho anh em trong thời gian tới của tựa game Tuyết Ưng VNG nhá. Cảm ơn tất cả các anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.